sau khi ghi nhận tại các điểm đổ rác lậu ở Hưng Yên. Phóng viên tiến hành lần theo dấu vết xe chở rác và phát hiện số rác này được lấy từ dự án Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Qua quan sát của phóng viên, công trường này rộng lớn với hai cổng chính được bảo vệ canh gác rất nghiêm ngặt. Một cổng để các xe đi vào phía công trường đang ngày đêm hoạt động, sau đó xe sẽ đi ra ở cổng còn lại. Theo dõi tại đây, phóng viên ghi nhận được số lượng xe ra vào rất nhiều, phần chính là chở vật liệu xây dựng tới và xe vận chuyển rác phế thải phát sinh từ công trường. Xe đi ra đều được kiểm tra và xịt nước sạch sẽ. Các xe rác sau khi đi qua cổng liền chia ra nhiều ngả, đi đâu và đổ ở khu vực nào thì chưa ai biết. Để xác minh rõ sự việc các xe đổ rác ở đâu, phóng viên tiến hành theo phía sau một trong những xe chở rác hàng ngày. Ra khỏi công trường, xe đi rất nhanh. Tưởng chừng rác sẽ được chở đến địa điểm xử lý theo quy định, nhưng bất ngờ các xe này lại chở đi nơi khác, đổ lậu nhằm thu lời từ phế thải có giá trị. Điển hình như chiếc xe này, ra khỏi công trường đã phóng nhanh đến cánh đồng hoang tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Xe đến nơi, lái xe và người tại đây lập tức tháo bạt che đậy, đổ rác xuống rồi nhanh chóng quay về công trường. Những người tại bãi rác làm nhiệm vụ phân loại, chọn riêng phế thải có giá trị rồi chở đi nơi khác. Cuối cùng, máy xúc lấp đất lên phần rác vô giá trị. Ở một ngã đường khác, phóng viên cũng tiến hành bám theo. Đi được quãng đường cách công trường khoảng gần 20 km, xe rẽ xuống dưới đê khu vực xã Thắng Lợi, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, rồi tiến hành đổ trộm. Theo ghi nhận của phóng viên, tại cổng ra công trường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ chiều, có khoảng 40 lượt xe rác ra vào. Các điểm đổ ghi nhận chỉ là một trong số ít lưu lượng xe tại đây. Vậy các xe khác đã vận chuyển rác đến đâu để đổ? Đáng nói, theo quan sát của phóng viên, tại những điểm đổ phế thải không hề có bóng dáng của cơ quan chức năng kiểm soát. Cơ quan quản lý địa bàn, chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan sẽ hồi đáp thế nào về thực trạng trên? Mời bạn đọc theo dõi phóng sự tiếp theo của tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm.